Xin kính chào tất cả anh em trên toàn quốc. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một mặt hàng, đó là cái mẫu đá mài kim cương chuyên dùng để mài dao kéo trong gia đình. Thì cái hàng này là hàng của hãng Diamond. Hãng Diamond là cái hãng của Nhật nha anh em, nhưng mà cái hàng này là gia công tại Taiwan. Thì cái so với cái hàng nội địa thì chất lượng nó cũng là 7-8 chứ không có thua kém gì so với hàng nội địa đâu. Thì cái giá của nó cũng sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều so với hàng nội địa chính hãng. Thì mình cũng bán hàng trăm viên đá mài này rồi, anh em đã xài và khen và sử dụng rất là ngon và rất là tuyệt vời trong việc vào mài dao kéo, vì nó giúp mài rất là nhanh. Thì cái mẫu đá mài kim cương này đó, nó thiết kế rất là tiện lợi cho anh em, đó là việc anh em ta mài, khi ta mài một cái góc thẳng thì nó sẽ rất là đều so với viên đá nước. Thì khi anh em ta xài một thời gian thì nó sẽ bị lõm xuống, nó tạo cái vòng khuyết thì anh em sẽ rất là khó mài. Viên đá mài kim cương thì nó sẽ không có bị cái vấn đề đó. Thứ hai, dòng đá mài kim cương nó lấy mép rất nhanh, phá lưỡi mép dao rất là nhanh, vì nó có bọt kim cương nó ăn rất là mạnh, rất là nhanh và tiện lợi cho anh em cần những thao tác mài bén nha. Thì mình sẽ test sơ về cái độ bén cho anh em xem, cái độ công phá của viên đá mài kim cương này. Thì cái đá mài này là anh em có thể sử dụng được cả nước và dầu đó, trong quá trình ta mài ta sẽ đạt được cái hiệu quả mài nhanh hơn. Đây là con dao nhà mình nè, nó lục quá rồi, nó không còn tác dụng gì hết. Bây giờ mình sẽ mài, mình thử về cái khả năng mài dao của nó. Đầu tiên là mình sẽ mài cái mặt phá 600. Cái mặt phá này là dùng để anh em ta lấy mép nhanh, những con dao cùng khi ta xài thời gian nó bị cùng rồi, ta muốn lấy mép nhanh thì ta sẽ sử dụng nó trước. Mình lấy cái đế. Mình thì cũng không phải là cái dân mài dao chuyên nghiệp, cho nên là có thể là kỹ thuật mài của mình nó chưa đạt được như mấy anh em chuyên bán dao, nhưng mà so với sử dụng gia đình thì cứ như vậy mà tao quất thôi đó. Đó, mình lấy mép sơ ha, đó, mình chỉ làm vài đường thôi. Đây là cái mặt phá 600 và bây giờ mình chuyển qua mài bén. Đây là mặt 1200. Mặt 1200 là mặt anh em ta xài để ta mài bén, ta sử dụng trong gia đình. Nhiều anh em hỏi ta có độ lên tới 3000 bit hay không, thì mình xin thưa là loại đó cũng có, nhưng mà giá cũng khá là cao, gấp đôi giá trị của viên đá này. Thì nhu cầu thì cũng không cần sử dụng tới lắm, thì một tới 1200 là anh em đã mài rất là bén rồi, sử dụng cho gia đình nó là rất bén, bén kinh khủng rồi, không cần tới 3-4000 gì đâu. Mình cũng không phải là một cái anh đầu bếp quá chuyên nghiệp, cho nên là cần cái độ mịn nó quá cao như vậy. Đây, mình liếc vài đường 1200 nữa thôi, cũng rất là nhanh ha. Tại vì bây giờ mình test là mình không có bỏ nước, nhưng anh em có thể mài khô cũng được, nó sạch sẽ. Như nó mài kim cương thì nó được cái chỗ đó, anh em có thể mài khô luôn để cho nó sạch sẽ cái sản phẩm. Và giờ mình sẽ thử cái độ bén của khi mà con dao, khi mà mình đã mài sơ qua viên đá mài kim cương, anh em xem nào. Đó, anh em thấy chưa, đó là mình chỉ có mài sơ thôi nhé, chưa có mài thật sự lâu để mà đảm bảo đạt độ bén tối đa, nhưng mà nó đã bén như vậy rồi. Test lại một lần nữa, từ một con dao cùng mà mình đã sơ chớ qua nhẹ nhàng một cái là nó đã bén như vậy rồi đó, rất là bén đó. Mình test lại thêm một tấm nữa ha. Đó, từ một con dao cùng, một thao tác chỉ có chưa quá 2 phút là anh em đã có một con dao bén ngọt ngay, sử dụng ngay liền. Thì mình bán cái viên đá mài kim cương của hãng Diamond sản xuất tại Taiwan này, giá chỉ có 300.000 cộng phí vận chuyển.
Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em.